Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của anh Sơn Nguyễn Phoenix. Thì hôm nay là vlog 4 wake up của tôi. Còn 4 tuần nữa là mình sẽ lên sàn rồi. Gần 4 tuần nữa, chưa đến 4 tuần đâu. Thì hôm nay là một ngày rất là bận, cho nên là tranh thủ buổi sáng dậy từ rất là sớm, 6 rưỡi tôi đã dậy rồi. Đi bộ, fasted cardio này. Sau đó là ăn sáng rồi khua cả nhà dậy. Thì trong này có 2 scoop FY protein như mọi khi. Và lúc nãy có ăn 2 quả trứng ốp. Vẫn như 2 tháng trở lại đây thì sáng nào cũng duy trì cái bữa sáng như thế. Và bây giờ sẽ khẩn trương là đi siêu thị để mua sắm một chút, bởi vì là cả ngày hôm nay mình rất là bận. Cùng theo chân mình trong vlog ngày hôm nay nhá. Enjoy cùng mình. Chắc khoảng tầm 30 phút nữa mới đi được, bởi vì là cuộc nợ này chưa xong. Ok, tình hình hôm nay là nhà hết thịt rồi, cho nên là sẽ bốc hết thịt ở Iron Mall về. Cùng mình xem là 4 wake out thì sẽ chuẩn bị lương thực thực phẩm như thế nào nhá. Let's go. Chủ yếu đi ông là chỉ có mua thịt thôi. Thịt và khoai lang mật. Thịt bò diêm thân này. 100g là 232 calo. Không ổn. Ăn này khoảng tầm 3 lạng thôi thì ngày hết calo không ăn được cái gì nữa. 2 tháng trở lại đây, từ lúc bắt đầu cutting đến bây giờ thì là mình hoàn toàn không ăn thịt cả. Đa phần là chỉ có cá trắng này, cá hồi, hoặc là thăn bò. Không nuốt nổi thịt gà, bởi vì hiện tại là được ăn ít, cho nên là mình sẽ cố gắng chọn lựa những cái thực phẩm nào nó ngon, nó giàu chất béo tốt. Nhà tranh mấy củ khoai tây, 2-3 củ thôi, chỉ có hôm nay ăn thôi mà. Rất là nhiều cá rồi. Gạo thì gửi ngoài kia, nó nặng. Hôm nay là ngày low carb, cho nên là đi bộ có 2 vòng siêu thị thôi mà hoa hết cả mắt. Tiện rẽ qua Nike Store để có thể mua mấy cái áo phông màu tối ấy. Bởi sang bên Nhật thì mình sẽ tanning mà, cho nên là phải mặc áo phông màu tối, áo phông rộng màu tối, lên xem có cái nào đẹp không thì mua. Thường là người ta sẽ đi Nhật rồi người ta mua đồ, đây là mình mua đồ Việt Nam rồi, mình cầm đi Nhật để mặc. Ở Việt Nam chả thiếu gì cả. Ăn sáng lúc 7:30, bây giờ là 10:18 rồi, đi bộ khoảng tầm 3-4 vòng là bắt đầu choáng rồi, cần thêm tí energy và làm cốc cà phê nhá, rồi đi tiếp. Tên đá không đường, viên đá bé bé thôi. Ok, thì hôm nay sẽ chỉ cho mọi người chỗ mình hay mua quần áo nhá. Trước đây thì là rất hay mặc Adidas, nhưng mà bắt đầu từ lúc mà cảm thấy mình có tuổi thì là không Adidas nữa. Mình rất thích mặc kiểu áo oversize ấy, rộng mặc nó thoải mái. Nhưng mà quần thì lại không bao giờ mặc quần Jordan cả. Quần thì lúc nào cũng mặc quần running.
Hôm nay là shoulder day. Vai. Let's go. 3 4 5 Lấy. Đẩy shoulder press. Nhưng mà mọi người đều có thể để ý là form mình sẽ đẩy ra sau gáy. Và khi chúng ta đẩy ra sau gáy này này, thì cái form của bài tập này thì không phải là ai cũng tập được đâu. Biên độ, cái flexibility của khớp vai của mình nó mà kém thì các bạn sẽ bị chấn thương nếu các bạn tập như thế này. Cái sự xoay của xương bả vai nó sẽ nhiều hơn, cộng với cả là khi mà chúng ta mở rộng nách ra như thế này và đẩy ấy, thì kích thích nó sẽ đến vai giữa nhiều hơn. Bởi vì cái chuyển động của chúng ta khi mà chúng ta thực hiện mở rộng nách ra và đẩy thì nó sẽ là abduction, shoulder abduction. Đó. Cất được nhiều hơn một chút vào cả middle delt lẫn front delt. 1 2 3 8 Ok. Fuck you. Trong cái giai đoạn nước rút này và trong suốt cả cái quá trình diet ấy, thì mình có thấy nhiều huấn luyện viên hay đưa ra cái quan điểm là chúng ta nên tập nhẹ và nhiều rep trong cái giai đoạn mà chúng ta diet cutting. Nhưng mà với bản thân mình thì là mình sẽ có một cái quan điểm ngược lại. Trong cái giai đoạn diet, bằng mọi giá chúng ta phải cố gắng duy trì mức tạ chứ không được tập nhẹ nhiều rep. Đấy là với quan điểm của mình thì nó là như thế. Cái việc duy trì mức tạ nó đồng nghĩa với việc là cơ bắp của chúng ta nó cũng sẽ được duy trì. Đây cũng là một cái chủ đề rất là hay. Cho nên là mình sẽ làm một cái video khác để phân tích rõ hơn về cái chủ đề này. Hai, ba, bốn, năm, chín này, mười, chín này, mười, mười một, mười hai. Bảy, tám, chín, 10 Bài tập cuối cùng kết thúc cái buổi tập vai ngày hôm nay thì sẽ là một giant set 15 rep đầu tiên. Các bạn sẽ upright row, dumbbell upright row 15 rep, sau đó là chạy ra máy pig fly rear ray 15 rep, sau đó là sẽ là front ray 15 rep. Sau 3 set này thì là chúng ta sẽ thăng. Ok, vội vội vàng vàng. Ngày hôm nay cực kỳ bận. Sau khi tập thì là mình sẽ ăn luôn để còn có sức chuẩn bị tí còn vào trợ giảng cho bác sĩ ở trong lớp đào tạo PT của mình. Đây thì giới thiệu với mọi người, hôm nay sẽ có 150g lõi thăn bò Úc, 50g băng tây và
100g sweet potato, khoai lang mật. Đó. Ăn xong bữa này thì mình sẽ phải vào trợ giảng cho bác sĩ ở trong lớp đào tạo PT mọi người đang set up. Hôm nay sẽ có một buổi học của lớp đào tạo PT tại trung tâm BSC Infinite, một buổi học về y khoa. Cả ngày công việc nó cứ như đánh vật này. Đây là bữa có tinh bột cuối cùng của mình trong ngày. 100g khoai lang ít ỏi này là cái để cho mình sinh tồn và làm việc từ bây giờ đến 10:30 tối. Ok, chào cả lớp. Thì hôm nay sẽ nối tiếp cho các tiết học về y khoa. Trong cái buổi học ngày hôm nay, phụ trách giảng dạy sẽ là thạc sĩ, bác sĩ Ngô Trang, Bệnh viện Bạch Mai sẽ chia sẻ và dạy cho chúng ta về bệnh lý cơ xương khớp. Chấn thương này thì chúng ta sẽ đi sâu vào những chấn thương hay gặp, bao gồm có tennis elbow, chấn thương khớp vai, chấn thương khớp gối, viêm gân gót hay là và viêm cân gan chân. Thầy Sơn, những cái phòng sông hơi ở trong phòng gym ấy thì nhiều khi người ta sẽ sử dụng cho mục đích khác, chứ không phải là người ta dùng ngay sau khi tập gym với cường độ cao xong là người ta sẽ đi vào phòng sông hơi luôn. Nhưng mà bạn Sơn ấy, bạn ấy cũng tức là một PT mình cũng thấy rất là khác với PT khác. Không biết là ở các bạn thì thế nào, nhưng mà thấy kiến thức rất là tốt. Kiến thức về sinh lý, giải phẫu các thứ rất tốt. Mà bình thường các PT khác mà mình cũng đã đi tập PT rồi, mặc dù là thời gian này không có, nhưng các bạn ấy thì không có kiến thức tốt như vậy. Em cũng rất là cảm ơn bác sĩ Trang là hôm nay đã dành thời gian để chia sẻ và take care cái buổi học ngày hôm nay cho lớp. Vâng. Kiến thức rất là quý báu. Cảm ơn các bạn. Meal cuối của mình sẽ có tuna sashimi 150g. Nhưng mà mình ăn thành hai lạng bởi vì đói quá, không chịu được. Đó. Với 1550 calo. Mà mọi người thấy cái cường độ làm việc hôm nay gần như là vắt kiệt mọi thứ, khiến cho cơ thể nó trống rỗng, không còn một cái gì cả, không còn một tí năng lượng nào cả. Về nhà bây giờ ăn xong meal này là xác định là ngã ngửa luôn. Dạ, itadakimasu. Với cái trọng lượng 81kg hiện tại thì một ngày với cái cường độ làm việc và tập luyện như thế này ấy, thì một ngày mình phải nạp khoảng tầm 3.400 đến 3.500 calo mới đủ để duy trì cái thể trạng và cái hoạt động thể chất trong một ngày. Nhưng mà hiện tại mình đang nạp 1550 calo trong ngày hôm nay. Nhưng mà vẫn rất là vui vẻ, vẫn rất là tươi tỉnh, đúng không? Tính ra là chỉ còn 20 mấy ngày nữa thôi, gần 30 ngày nữa, 27, 28 ngày nữa thôi là mình sẽ sang Nhật để thi đấu rồi. Cho nên là trong cái giai đoạn này là gọi là giai đoạn nước rút. Mọi thứ gần như là calo rồi đồ ăn, cân đo đong đếm, mọi thứ nó đều phải như một kiểm toán viên. Đến thời điểm hiện tại thì là mình vẫn đang khá là hài lòng với cả cái body của mình, bởi vì là mình cũng đã nghỉ chấn thương hơn một năm nay, mới tập luyện để trở lại thi đấu được có một năm trở lại đây thôi. Nên là bản chất thì là khi mà soi gương thì cũng chưa hài lòng với cái lượng cơ bắp hiện tại lắm, nhưng mà cũng nghĩ ra nghĩ vào, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình, nên là cũng tự an ủi được phần nào. Và đến thời điểm này thì cũng chẳng còn cách nào khác là sẽ cố gắng 200% công lực để dồn hết cho hai cái giải đấu cuối năm nay. Ăn xong như này thì là sẽ đi ngủ. Ok, mọi người nhớ bấm follow và đồng hành cùng mình nhá. Mình sẽ cố gắng để có thể là update tất cả với mọi người, để anh em mình có thể đồng hành cùng nhau, mọi người có thể đồng hành cùng nhau. Ok, nếu thấy hay hãy like, subscribe, comment để đóng góp ý kiến cho tôi, và đừng quên bật chuông để không bỏ lỡ những cái video vlog tiếp theo nhá. じゃあ皆さん、より良い明日のために一緒に頑張りましょう。 Thanks for watching and see you in next video.